trải nghiệm ăn một cái món ăn Thanh Xuân. Thanh Xuân là biết sao không? Thanh Xuân là cái quán cái một cái quán, một cái món ăn đó là gắn liền với thời sinh viên của tụi vợ. Hello mọi người, lại quay về với kênh Quà Tú Quê Tôi. Chồng biết là cái cô đó bán là một tô chỉ có 2.000 thôi. Vợ với chị là ăn đó là ăn ghiền luôn đó. Xưa cơm một dĩa có 4.000 à, hồi lúc chào tụi vợ học á. Là cô đó bán ở ngoài đầu đường á, chỗ cái dân vô đường xanh đường đỏ luôn. Cách đây cũng mấy năm rồi. Hả? Thì khoảng 20 năm, thì cái năm năm tụi vợ lên đây học là 2003, tụi vợ 2023 là 20 năm rồi. Mà bây giờ lúc trước á là cổ có bán nữa, nhưng mà cái bữa đó vợ với bữa đi đâu nè, đi đám tang ba bốn đứa, năm sau ba bốn đứa kéo nhau đó ăn. Hôm nay giờ thấy hôm nay chặt bao vợ đi, chặt bây giờ là một tô 25 cành rồi, ngày xưa chỉ có 2 cành thôi mọi người. Đó là cái món hủ tiếu gõ. Chơi lắm. Hồi đó cười lắm, lúc mà là tình yêu xây cái đó thì bên tên đâu là ghế đá với lại bồn hoa nhiều lắm. Cái bữa nào mà có xe đạp rồi là tống à, đứa tao chẳng đứa mà làm gì biết không? Đánh bài. Đánh bài chơi bao cà phê chờ đường uống á, rồi xong kêu chạm con sen uống. Ngày xưa là chiếc xe đạp của vợ là nó theo vợ là trên mỗi con đường ngõ ngách là xúc chân này. Qua bắn rùa kìa, rùa. Hồi bữa hổm vợ thì vợ đi á, là cái cô nó để nhãn xuồng 1kg 60 cành, bữa nay còn 35 cành. Hả? 10.000. Trong ơi đêm nay sáng trăng, hôm nay vô đây là do
ra đường Hai Bà Trưng thì bắt đầu xe nó hơi đông rồi mọi người. Ôi, giờ này quay đầu hơi bị đuối ạ. Cái cầu này đó biết nó gọi là cầu gì luôn mà đó giờ không có để tên cầu nữa. Chờ mong ai đêm nay sáng trăng. Đường thôn quê em mà không chê nên tránh. Cậu biết bây giờ là làm nghề gì ngon nhất không? Làm nha khoa. Đúng làm răng. Tại vì mạnh mở hoành tráng lên là thương hiệu rồi. Bây giờ là bộ răng của người ta là mấy trăm triệu á. Cái đường nó nhỏ, nó không rộng như bây giờ ta mở rộng để ta làm chợ đêm. Chợ đêm nhưng mà bây giờ chưa đến đêm nên chưa có khách. Rồi, sắp tới quán hủ tiếu gõ rồi mọi người. Quán hủ tiếu gõ này là cô chú bán rất là lâu năm rồi. Chắc cũng bán cả tuổi thanh xuân của cô chú luôn. Tại ngày xưa là con của chú đó vô đây rất là nhỏ xíu à. Bây giờ là mấy đứa lớn ra đại học hết rồi. Chưa tới. Chưa tới. Ủa không lẽ bữa nay cô chú nghỉ sao? Không lẽ bữa nay hên dữ gì sao? Ở đây là không phải. Quay lại chồng. Đang bảo hành á, đang bảo hành để làm mình phi á.
sao không ngon. Có nhiều chỗ bán lắm nhưng mà không có ngon, không có khẩu vị của mình đó. Tính giá chằn là chồng dẫn đại chồng một món ăn thanh xuân quý vị mà xưa quá không hên quá quá lên làm ăn gì bánh mì nướng làm ăn như suy nghĩ không có gì làm biến lùi như suy nghĩ tại vì em thấy có gì mà không có tiền mua. Hồi bữa giờ đi ngang đây nè, thế giới điện máy xanh là nó bán cái gì quá trời, nó bán cái gì nó la nó hét. Đợt giảm giá không? Hả? Nó có đợt giảm giá gì? Chắc có lẽ là vậy. Không quê anh mà không chê, trời mưa nắng mà xem. Hả? Ăn luôn hả? Không phải không về nhà ăn cơm hả? Anh biết tại giờ muốn ăn vô ăn. Ăn để trải nghiệm. Ông nói bụng rồi mọi người. Để ăn đi vô trải nghiệm. Cái món này chứ vậy. Đi nó sẽ ngon hơn. Bữa nay cô đó không có bán. Anh chanh như vậy. Sẽ có thịt bò viên hơi lạ. Hơi lạc nha mọi người, không có đậm đà gì mấy. Rồi hơi lạc sa tế à, cho miếng này, cho miếng sa tế đây, sa tế chồng ăn sa tế chồng ăn. Cho này với giá là 20 cành. Mặn vậy? Mặn gì? Đây nè, nấm chanh chồng.
ở gì chú mua gao nó chưa à? Nhà có gao. Dạ. Quanh nhà mình có bao nhiêu có là da con thịt lắm. Bật lên không bật được được rồi à, không biết được rồi. Thế là nó rồi được. Nó rồi có 25 cặp mà chà bá nọ luôn, cục xương bự chà bá nọ luôn. Dạ. Yeah. Ừ. Nhìn nó cái gì mà. Ủa đó là chồng chưa ăn hả? Có mà lâu rồi quên. Nhớ thì có ăn còn mà. Lâu lắm rồi. Có ăn không? Hả? Chứ còn chưa. Không còn mà. Vậy là nhắc thằng nào ấy. Chắc là đang rồi chồng. Chắc nào phải chồng rồi. Sáng chồng có ăn sáng lại bình thường em. Tại chồng đâu có nổi soi đâu. Mình xét nghiệm máu đó là cái máu gan mà. Tôi xin thuốc lại nhiều em. Tháng gì đi. Thì hai tầng lên đi cực chứ. Lâu có tiền mình chạy. Cấp chó phải bảo không? Nó không bảo. Trải nghiệm ăn uống vỉa hè. Bên đây có bán cơm tấm à, các bạn cơm tấm với ông này chắc bán chung. Bán chung mặt bằng á. Spa mới phát hiện thì spa nằm đây. À, miếng này rộng kinh. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại. Sao cái điện thoại này quay trước không được. Bye bye mọi người.